Chào mọi người, hôm nay quay cái video lên để test cái nồi cơm điện nha mọi người. Test cái nồi cơm điện Mitsu nè. Mitsubishi NJXS10Z. Đó, hôm trước mình có đăng cái clip lên bán hàng đó. Giá nó là 1,4 triệu. Thì có một số anh em gọi hỏi là hỏi mua nhưng mà sợ giá 1,4 triệu thì lại sợ là không biết về nó có nấu cơm được hay là không, cho nên hôm nay mình lên clip mình test luôn nha mọi người. Và hàng điện tử là bán không có bảo hành, một số anh em cũng kêu mình là bảo hành, nhưng mà hàng điện tử mà về tay anh em biết anh em xài như thế nào, có ghim lộn điện hay là không thì đâu thế nào mà bảo hành được. Thì đồ điện tử thì nó mua có cái thì mình xài nó như trâu bò, nó cũng không có hư nữa. Nhưng mà có cái biết đâu mình mua về xài một hai lần là nó hư, cho nên là không có bảo hành. Không bảo hành được, một số anh em thì yêu cầu bảo hành, nhưng mà mình không có bảo hành. Chỉ bán như thế, mình test, thấy ok thì mình mua. Và giá, mình mua như vậy giá nó mới rẻ. Mới rẻ nha mọi người. Và hàng điện tử hàng bãi, mình đi mua tủ lạnh của người ta kìa, mười mấy triệu mà còn không có bảo hành nữa kìa. Mua cái tủ lạnh rồi cái máy điều hòa mọi người, máy lạnh á, mười mấy triệu mà còn không có chế độ bảo hành nữa, huống gì chỉ có 1,5 triệu thôi thì không có chuyện mà bảo hành nha mọi người. Hàng điện tử là nó vậy đó. Anh em sợ là có nấu cơm được hay không thì hôm nay sẵn cái dịp để nấu cơm cho gia đình ăn, rồi mình test thử cái máy và cái công đoạn chuẩn bị nha mọi người. Công đoạn chuẩn bị là mình vo gạo nè, vo gạo rồi mình để vào, để nước vào tùy theo cái lượng nước mà mình muốn nha mọi người. Tùy theo cái lượng nước mà cái lượng mà cái loại gạo mà mình nấu á. Và cái chuẩn bị thứ hai là cái khay nước nè mọi người. Mọi người phải đổ nước vào cái khay nước này, không đổ là nó báo lỗi nha mọi người. Đó, đổ nước vào cho nó tới cái mũi tên nè. Mũi tên nè. Đó. Nằm giữa hai mũi tên trên và mũi tên dưới. Mình phải đổ nước vào cái chuẩn bị gạo và chuẩn bị nước, không nước là nó báo lỗi nha mọi người. Rồi mình cắm điện vào mình nấu thôi. Cái nồi này là theo được mệnh danh là một cái nồi trâu bò, nồi đời cao của Mitsubishi, sản xuất năm 2011. Thời điểm mới ra thì nó rất là đắt tiền nha mọi người. Còn bây giờ nó cũ thì người ta bán cũng 3,5 triệu. Hàng cũ người ta bán 3,5 triệu. Giá nó vẫn còn cao. Mà nói giá 3,5 triệu thì cái lồng nồi nó còn đẹp nha mọi người. Thì hôm nay cái lồng nồi này nó hơi xấu một tí nè. Test thử cho mọi người coi nấu cơm nó có dính nhiều hay là không nha mọi người. Xem coi nó có dính nhiều hay không. Khi mình ghim điện lên rồi thì nó mình chọn chế độ đơn giản thôi. Bên đây là chọn chế độ gạo nè, chọn gạo gạo nảy mầm, gạo lứt, gạo trắng, gạo gì đó. Mặc định nó là gạo gạo trắng bình thường của mình. Và bên đây là chọn chế độ nấu cơm, chế độ hầm gì đó, về anh em tự nghiên cứu thêm. Trong nó có một cái clip hướng dẫn cái nồi cơm này nè. Mình có chia sẻ trên cái clip lần trước rồi đó. Nồi này nó rất là đắt tiền. Anh em nào mà muốn trải nghiệm nồi cơm của Nhật thì nên mua cái nồi này để sử dụng. Mình sử dụng xong rồi mình cảm thấy quen rồi thì mình đầu tư cái nồi cao cấp hơn chút xíu. Khoảng 2,000-2,500 đó. Nấu cực kỳ ngon. Có một số anh em bạn á, người ta nói những cái nhà giàu á, người ta mua nồi cơm điện cao cấp của Nhật, rồi người ta mua gạo cao cấp, người ta nấu cơm, hỏi sao mà cơm nó không ngon. Cho nên nhà giàu lúc nào cũng ăn cơm ngon hết trơn. Mình nếu nhà mình không có điều kiện thì mình mua những cái nồi cũ, mình gạo thường, nhưng mà nấu nồi cao cấp mà nồi cũ thì nó cũng ngon, nó cũng đỡ hơn là mình nấu những cái nồi truyền thống của mình nha mọi người. Còn bây giờ bắt đầu thì đơn giản thôi. Mình cứ để mặc định như vậy. Rồi mình bấm nút bắt đầu. Ở trên đây nút này là dự phòng. Và hai nút này là hẹn thời gian nè. Còn hai này là chọn chế độ nè. Nút này bắt đầu, nút này hủy nè. Còn nút này là nút gì không biết nữa. Rồi mình bắt đầu là nó nấu thôi. Khi mà có nước đồ đầy đủ là nó không có báo lỗi nha mọi người. Mình đổ đủ nước là nó không báo lỗi. Thì nó bắt đầu làm việc thì khi nào mà cơm nó chín thì mình
sẽ quay cho mọi người xem là cơm nó sẽ chín như thế nào nha mọi người. Bây giờ nó bắt đầu nấu. Hiện tại bây giờ là mình nấu 2 giờ 5 phút, 2 giờ 5 phút chiều á. Hiện tại là 2 giờ 5 phút chiều để mình nấu. Rồi bao lâu nó chín cơm, mình nấu chế độ bình thường á. Còn những cái chế độ khác thì anh em tự nghiên cứu, nếu anh em nào mua về tự nghiên cứu thêm. Mà mình muốn xài đồ của Nhật thì nói chung là mình cũng phải chịu liều mọi người. Ví dụ mọi người sợ ngán tiền thì mình mua những cái con nồi 700 đó, 600-700 ngàn. Những con nồi đó mình mua về mình trải nghiệm trước. Nhưng mà những con nồi 600-700 ngàn đó nó còn rất là mới, mình xài cũng nó bền lắm, khó hư lắm. Quan trọng là mình đầu tư, nếu nhà ai không có ổn áp, mình đầu tư thêm một cái cục biến điện chuyển nguồn, chuyển điện từ 220V xuống 100V, 110V đó. Rồi mình mua đầu tư khoảng 500 ngàn để mình nấu. Mà cái này muốn xài bền là anh em nên ghim điện 100 ngàn, đừng ghim 110. Tất cả hàng của Nhật là điện 100V. Nó có cổng ra 100 và 110. Anh em nên ghim cổng 100V, đừng ghim 110 nha mọi người. Ghim 110 là nó quá 10% rồi. Quá 10% thì nó cũng gây hại cho thiết bị điện. Cho nên mình ghim đúng cái công suất mà nhà sản xuất người ta đưa ra thì thiết bị nó sẽ bền hơn nha mọi người. Mình cũng nên đầu tư một cái 500 ngàn, nhà có điều kiện nên đầu tư một cái cục chuyển nguồn 500 ngàn để là mà mình trải nghiệm những cái thiết bị của Nhật. Công nghệ của người ta nè, công nghệ hiện đại của người ta có từ năm 2011. Đến bây giờ nước mình vẫn chưa làm được nha mọi người, vẫn chưa làm được. Cho nên là mình bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, năm 2021 rồi. Bước qua thế kỷ 21 rồi, mình cũng nên có những cái tiếp cận những cái công nghệ của những nước bạn, những nước phát triển mọi người. Để mình mới mở mang, rồi từ từ nước mình khi mình tiếp cận rồi mới kích thích cái sự sáng tạo của mình, mới con em mình nó mới chế tạo ra những cái đồ công nghệ cao hơn để cho đất nước mình nó càng ngày phát triển hơn. Cái nồi này có IH nè mọi người, tức là sử dụng điện cao tầng. Điện cao tầng thì nó khác với điện với nồi cơm mà nó có cái mâm nhiệt ở phía dưới á. Mâm nhiệt là nó đốt từ dưới nồi nó đốt lên. Còn điện cao tầng là theo nó giải thích nôm na là nó tỏa nguyên cái lòng ở trong luôn mọi người, tỏa nhiệt nguyên cái lòng ở nồi luôn rồi. Nôm na là vậy, nó khác vậy. Điện cao tầng thì nó chỉ có lú lên chút xíu à. Còn mâm nhiệt thì nó có nguyên cái mâm và nó có cái núm chính giữa cũng hơi to. Còn điện cao tầng nó chỉ có một lú cái núm nhỏ lên. Nhỏ cũng to khoảng ngón tay cái nha mọi người, cũng không nhỏ lắm nha. Rồi cái nồi nó đang hoạt động bình thường nè mọi người. Thì mình đơn giản thôi, chỉ bấm này là nấu thôi. Rồi mình chờ chút xíu nha mọi người. Cái nút này như là nút giữ ấm á mọi người. Nút này như nút giữ ấm nè, mình bấm nút này là cơm nó giữ ấm cơm nè. Chắc là vậy ạ. Nút này thì chọn gạo, nút này thì chọn chế độ nấu, cơm, nấu cháo, nấu hầm, nấu gì đó, nó có rất nhiều chế độ. Nút này chắc có lẽ là giữ ấm, còn nút này là hủy nè. Khi mình bấm nấu rồi mình muốn hủy thì mình bấm nút này. Đó, này chọn giờ, chọn phút, nút này là dự phòng mình chưa khám phá ra là cái gì nha mọi người. À, bây giờ mình chờ cho cơm nó chín rồi. Những cái nồi cơm Nhật nấu là nó cực kỳ lâu chín nha mọi người. Lâu là cơm nó mới ngon. Nó làm nóng từ từ, rồi nó sôi thì nó sôi mạnh. Sôi, nước sôi á, nó sôi mạnh. Làm nóng thì làm nóng từ từ. Đó. Nó đảo gạo sao đó, nó sẽ làm cơm nó ngon hơn. Bán hàng, nói chung là nghề buôn bán hàng điện tử này mọi người. Thì khách hàng là thượng đế mà. Nói chung tâm lý ai mua thì cũng sợ về nó xài không được. Lúc đầu mình cũng vậy thôi, đi mua những cái lúc đầu là mua về xài mà chưa có bán á. Đi mua cũng sợ lắm mọi người. Đi qua gò Tà Mau á, mua về mình xài. Mua lúc đầu mua cái máy lạnh sợ lắm. Tại vì ở xóm á có người mua về xong xài vài bữa không biết sao nó hư. Rồi cái đồn ra cái mình sợ lắm. Còn cái lần đó mình gặp ông chú.
ông chú nhà ông chuyên gia, nói chung là chuyên xài, tại nhà ông ở Châu Đốc ở gần Gò, ông chuyên xài đồ của Nhật á, đồ điện 100V. Ông nói nhà ông tủ lạnh gì ông xài toàn đồ đó không, rất là bền. Ông đánh liều đi mua đại, nhưng mà mọi người biết rồi đấy, qua bên đó mua là không có chế độ bảo hành nha mọi người, mua rồi là xem như là xong, nếu có hư là chỉ có bỏ mà thôi, không có hành gì cả. Nhưng mà cũng liều, mua đại, mua về thì cũng xài tới giờ cũng ngon lắm mọi người, xài nói chung nó đã lắm, tiết kiệm điện mà thấy nó cũng bền lắm, xài cũng hơn năm mà thấy nó cũng còn ngon lành. Cho nên là tâm lý hay sợ, nhưng mà mình sợ thì biết chừng nào mình mới xài được những cái món hàng này. Và hàng này bây giờ thì nó cũng khá là phổ biến rồi, rất nhiều người bán, quan trọng là mình chọn người nào bán nó uy tín, giá cả hợp lý mình mua thôi. Và hàng này thì nó rất đa dạng, rất nhiều, nói chung là rất nhiều loại hàng, mình không thể nào phân biệt được đâu, không thể nào phân biệt được, rất nhiều loại, trừ những anh em mà chuyên thôi, chứ mình người thường chưa từng tiếp cận thì không có phân biệt được, rất nhiều giá, rất nhiều hàng. Quan trọng là mình tìm chỗ uy tín, chất lượng mình mua. Và hàng này bán thì cũng không ai bảo hành cho mình đâu. Rồi giờ mình đợi cho nó chín cơm nha mọi người. Xong rồi nha mọi người. Nó nấu khoảng hồi nãy là 2 giờ 5. Bây giờ tới 3 giờ khoảng 55 phút nha mọi người. Nấu xong rồi cái số phút nó hiện về không rồi nè. Hồi nãy là nó 15 phút, mình coi nó còn 15 phút, bây giờ nó hiện về không rồi. Nó nấu khoảng 55 phút rồi. Rồi khi mình bấm nút nấu thì nó hiện đèn này, và khi nó nấu xong thì nó hiện đèn vàng nè. Bây giờ mình coi xem cơm ở trong như thế nào nha mọi người. Xem cơm ở trong như thế nào, nó có chín cơm hay là không nha. Đây. Đó. Để quay cho anh em xem. Mình lấy cái muỗng mình xới cái cơm lên mới được. Lấy muỗng xới cơm lên nha mọi người, coi cơm nó có chín hay không nha. Đấy. Rất là ngon luôn nha mọi người. Rất là ngon, cơm nó không có dính cái lòng nồi nè mọi người. Nó tróc lên nè. Đó. Nó không có dính nè. Mở rộng ra cho mọi người dễ thấy. Cái lòng nồi mặc dù là nó có tróc á, nhưng mà cơm nó vẫn không có dính nè, thấy không? Mọi người thấy cái chống dính nó rất là tốt. Cơm dính nồi rất là ít nè, có mấy mấy hộp. Nhưng mà nó không có dính, mình gỡ ra được luôn chứ nó không có dính chặt vào. Đó, cơm nấu thì rất là ngon. Cơm nấu khá là ngon nha mọi người. Vậy là ok nha. Để em thôi anh em cứ gọi điện. Nói chung cũng có mấy người gọi mua cái nồi này. Nhưng mà có người thì yêu cầu bảo hành, có người thì yêu cầu là sợ cơm không có chín, cho nên test thử cho anh em xem. Còn hàng điện tử thì cũng như thường lệ, bán tất cả là không có bảo hành nha mọi người, tất cả là không bảo hành. Mai mốt chắc là mỗi mỗi một ngày mình test một cái nồi nấu cơm cho anh em xem, chắc là mỗi ngày test một cái nồi. Rồi vậy là xong nha mọi người. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Cái máy này thì mình đã test, cái nồi này mình đã, hôm trước đã test, đã quay ngoại hình cho anh em xem hết rồi đó. Hôm nay test lại cái nấu cơm như thế nào, rồi nó là như thế đó. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại.